Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của Minecraft thì đã có rất là nhiều phiên bản được cho ra mắt tính tới thời điểm hiện tại. Trong trình cài đặt game của Minecraft, chúng ta có thể thấy được rất là nhiều những phiên bản khác nhau tính từ phiên bản Minecraft 1.0. Tuy vậy thì tất nhiên trước đó vẫn còn rất là nhiều những phiên bản khác, từ phiên bản in-depth, phiên bản beta đến phiên bản alpha. Những phiên bản đó hầu hết đều được công bố và các bạn hoàn toàn có thể tải về chơi, nhưng có một vài trong số đó lại không được may mắn như vậy. Câu chuyện của ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ kể tới một phiên bản tiêu biểu nhất, đó chính là phiên bản Minecraft Alpha 1.1.1. Tại sao phiên bản này lại đặc biệt thì hãy cùng mình tìm hiểu nó trong video này nhé. Minecraft Alpha 1.1.1 là phiên bản Minecraft được Notch cho phát hành vào ngày 18 tháng 9 năm 2010. Không giống như hầu hết tất cả những phiên bản cập nhật khác của Minecraft, phiên bản Minecraft Alpha V1.1.1 chỉ có thể tải về trong vòng 205 phút. Tại sao lại như vậy? Thì bởi vì có một số lỗi ở trong phiên bản này nên Notch đã phải bắt buộc gỡ bỏ phiên bản này xuống và người chơi không bao giờ tải được phiên bản này nữa. Là lỗi gì thì mình sẽ nói chi tiết hơn ở phần sau của video. Nếu các bạn tự hỏi rằng điều gì đã làm cho bản cập nhật này trở nên kỳ lạ thì sau đây là tất cả những gì mà mọi người cần biết. Minecraft Alpha V1.1.1 được biết tới với cái tên là Secret Saturday Update. Thì trước bản cập nhật này cũng có 9 bản cập nhật khác mang cái tên là Secret, nhưng nó đều được đăng vào thứ 6. Bản cập nhật Secret là một loạt những bản cập nhật được phát hành bởi Notch trong giai đoạn phát triển in-depth và alpha của Minecraft. Những cập nhật này thường đến mà không có thông báo và được đặt tên theo ngày trong tuần mà nó được phát hành. Ban đầu, tất cả những bản cập nhật Secret đều được phát hành vào thứ 6, vì vậy chúng được gọi là cập nhật Secret Friday. Mặc dù vậy thì bản cập nhật thứ 10 cũng là bản cập nhật cuối cùng được phát hành vào thứ 7, cho nên nó có tên gọi là Secret Saturday. Đó cũng là bản cập nhật Minecraft Alpha V1.1.1. Bản cập nhật này thêm một vài thứ mới cho Minecraft, bao gồm các bạn có thể nhấn Shift để vào chế độ Sneaking, một số bức tranh mới và cần câu cá. Thêm nữa thì bản cập nhật này cũng cho thêm một vài thứ vào mục cài đặt, chẳng hạn như là khả năng thay đổi độ nhạy của chuột, đi kèm với đó là cách thanh trượt để có thể thay đổi âm lượng âm nhạc. Ngoài ra thì cũng có một vấn đề rất lớn được tìm thấy trong bản cập nhật này. Bản cập nhật Alpha V1.1.1 đi kèm với một lỗi vô cùng khó chịu, dẫn tới việc người chơi luôn nhận được một màn hình màu xám trong khi cố gắng chơi. Thông thường thì sẽ là một màn hình màu xám trắng ở phần menu tùy chọn. Điều này là do đúng một dòng mã liên quan tới tùy chỉnh độ sáng trong game. Đoạn mã này bị hỏng nên là đã đặt giá trị gamma và độ tương phản của màn hình thành 0, dẫn tới việc màn hình chuyển hoàn toàn thành màu xám. Sau khi nhận được ý kiến của vô số người chơi thì chỉ sau 3 tiếng 25 phút sau đó, Notch đã gỡ hoàn toàn phiên bản này xuống và không lâu sau đó, ông ấy đã phát hành phiên bản Minecraft Alpha V1.1.2. Có rất là nhiều người đã cố gắng tìm kiếm phiên bản này của trò chơi trong hơn 10 năm qua. Tuy vậy thì có một số vấn đề. Ví dụ như khi mà phiên bản Minecraft Alpha V1.1.1 được cho ra mắt thì đã có rất là nhiều người cố gắng tải nó xuống, dẫn tới việc băng thông của máy chủ bị quá tải, làm cho tốc độ tải về phiên bản này vô cùng thấp. Rất là nhiều người chơi để tải được phiên bản này về có thể mất tới hơn 3 tiếng đồng hồ, có khi tới 4 tiếng. Tuy vậy thì phiên bản này chỉ có sẵn trong 3 tiếng 25 phút mà thôi. Vậy nên một số người chơi mà đã tải về được rồi thì đăng lên những trang web lưu trữ khác để có thể chia sẻ cho nhau. Tuy vậy tính tới thời điểm năm 2021 thì tất cả những link tải được chia sẻ đều đã bị gỡ bỏ. Tưởng chừng như tới đó là kết thúc. Thì một thành viên bên trong một nhóm mang tên là Army Archive đã tìm được một nhân vật mang tên là Luna. Tại sao anh ấy tìm được? Anh ấy chợt tình cờ thấy một bài đăng của cô Luna này được đăng vào khoảng năm 2010. Anh ấy nói rằng bằng một lý do nào đó tôi tin rằng bạn vẫn còn giữ phiên bản của trò chơi này. Tuy rằng không chắc chắn nhưng ngày 25 tháng 6 năm 2021 Luna đã quyết định đi xung quanh để tìm kiếm những cái ổ cứng cũ của cô ấy. Và sau khi cô cắm một cái USB có chứa các tệp từ máy tính xách tay cũ của mình thì cô đã tìm thấy một tệp Minecraft với dấu thời gian là ngày 18 tháng 9 năm 2010. 21 giờ 53 phút. 21 giờ 53 phút ở đây có nghĩa là chỉ còn đúng 2 phút sau đó là phiên bản này bị gỡ bỏ hoàn toàn. Và sau đó Luna thông báo cho anh ta. Và đó là hành trình của phiên bản Minecraft V1.1.1 kể từ lúc tồn tại trong vòng 205 phút cho tới hơn 10 năm sau đó mới được tìm ra. Tuy là phiên bản này không có gì đặc biệt, mà nói đúng chính xác hơn thì phiên bản V1.1.2 cũng chính là phiên bản V1.1.1 nhưng được sửa cái lỗi màn hình xám kia mà thôi. Nhưng đối với những người thu thập và ghi lại lịch sử của Minecraft thì phiên bản này chính là cả một gia tài.
một trong những thứ đánh dấu bước đầu tiên của Minecraft trên thế giới. Anh em nghĩ sao về video này thì hãy để lại dưới phần bình luận nha. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ. Bye bye.